Đây là cặp đánh 98 nè nè. Đánh về 98 đã chốt về cho anh em tài Vinh này. Vậy bữa nó có về 6 bánh nữa nè. Có gì về mình quay lên cho anh em. Bánh nè, heo dầu. Này là bên dầu tơ nha anh em, mình còn mấy bộ cũng VIP dữ lắm nha. Cái giò đạp nè, là 99 luôn nè. Hàng bao đẹp luôn nha nè. Mình xăng tim 99 luôn. 51DA. Rồi, mấy món này đã chốt hết nha anh em. Với mấy cái gấp ghim nữa. Gấp ghim thì mình đã gói rồi. Anh em mua đồ cứ việc chuyển khoản nha anh em. Chuyển xong rồi mình sẽ đóng hàng mình giao cho anh em tới nơi luôn. Rồi anh em ơi, mình mới đóng cho anh em ở tài Vinh xong rồi. Niền với số đồ ghim gấp ghim nha. Rồi bây giờ là tới bô gam nè. Bô gam này, cái này ở anh em Đồng Tháp nha. Cổn 26. Anh em Đồng Tháp chuyển đủ tiền luôn nè anh em. Anh em nào có mua cứ cứ chuyển thoải mái đi, bên mình làm ăn rất là ok anh em. Xong rồi mình sẽ giao hàng cho anh em. Còn cái này giao về Sài Gòn nha anh em. Cây cái cổ đẹp này giao về cho anh em Sài Gòn luôn. Qua lên 3 cây là mình giao hết 2 cây nha anh em. Giờ chỉ còn một cây cái vỏ lon nó hơi vàng á, mua 2.000 cây công nghệ á. Còn cây cuối cùng nha anh em. Anh em nào lẹ tay thì mình chốt luôn. Giờ mình bắt bát. Bắt bát xong rồi mình quấn lại rất là kỹ nha anh em. Cái cua gam này là mình quấn lại kỹ lắm. Cái cây này lên xe rất là liền nha nè. Liền. Cây này á, nhìn mặt tiền ngoài rất là phê, đẹp. Đó. Chưa móc mổ gì hết. Mà bô gam 99 nổi tiếng ấm lắm anh em ơi. Bởi vì giờ về cây nào là anh em chốt hết trơn. Cái tiếng nổ của nó rất là đã. Cái này mình quấn rất là nhiều lớp nha anh em, cứ yên tâm, không có cấn mớp gì đâu. Anh em nào mà cần đồ game xì bo cứ lo liên hệ mình nha anh em. Hàng về còn rất nhiều á anh em, nào mà muốn mua món gì cứ liên hệ bên Zalo mình á anh em. Rồi mình sẽ chụp hình gửi qua cho anh em xem. Nhiều khi mình chưa có thời gian để soạn ra. Ở cổ đó mình sẽ bỏ miếng gòn về anh em thay vô nha. Mình quấn lên đây như gì về anh em tháo ra. Bây giờ mình sẽ xong mình vô mấy lớp nữa, bỏ vô cái thùng luôn nha anh em. Một cây. Đây này cây 99 sờ lại. Rồi xong rồi anh em ơi.
chúc anh em mau nhận được đồ nha. Về mình còn gắn vô mình nghe tiếng nổ của nó nữa. Cây Đồng Tháp nè, cây Sài Gòn nè. Rồi, đồ này của anh em ta lên. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em thời gian qua ủng hộ đồ mình rất nhiều nha anh em. Anh em có cần đồ Jin Sibo cứ alo liên hệ mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em mới chốt được cây nữa nha. Nha anh em, cây này nữa là hết luôn rồi đó. Nè, anh em ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mới chuyển cọc cho mình. Đó. Bắt cái bách bô bình hồng luôn. Rồi, anh em mua đồ cứ chuyển cọc thoải mái nha anh em. Đây, bô màu vàng nè, rồi ba cây đã ra đi hết luôn. Đó. Ba cây bô hôm qua mình test nha anh em với một số đồ nữa. Bây giờ mình bắt cái bách bô vô nữa là mình giao luôn nha anh em. Mở bách bô đi cho em. Nè, miếng gòn này hồng vấn tên cổ này về anh em bắt vô nha. Cái bô này nổ cái tiếng chép hay lắm nha anh em. Hôm qua mình test đó. 99 thì nó nổ cái tiếng ấm. Còn cái này cái tiếng chép nó nổ hay lắm. Rồi anh em ơi, cây Đồng Tháp, cây Sài Gòn với cây thành phố Đà Lạt nha. Rồi, giờ mình sẽ đi giao đồ về mình quay cho anh em mấy cái đồ món đồ nha anh em. Rồi chào anh em nha. Mình mới soạn ra được số đồ nữa mình giới thiệu đến anh em nè. Đây là con cóc tồn kho nha anh em, con cóc công tơ mét nó trước nè. Đó, con đó đó. Con mà này chưa xé bịch luôn nha anh em. Đó. Giờ mình xé ra cho anh em xem nè. Thì đúng chất toàn nha anh em. Lâu lâu mới có được một cục nha anh em. Đó. Chấm sơn còn luôn. Ký hiệu nè. Chưa xài nha anh em. Tóc tùng kho là chưa xài. Nó nhẹ hiều luôn á. Mỡ bò của nó còn. Nói chung là thì anh em mua mình giao gì nha. Tại mấy hàng này còn nhiêu thì mình lấy nhiêu nha anh em. Nè, hai cục cao su chân tồn luôn nè. Này chưa xé bịch luôn nha anh em. Đó, nó cũ heo 5 tháng luôn. Đây, cái bách bô này nè. Cái bịch chưa xé luôn nè. Bách bô nó green nha anh em. Cái này mà anh em có cái bô nào mấy chục triệu cái mình vô cái bát này nó cực kỳ đẹp luôn. Có ba ngấn luôn. Này cái bịch chưa có xé nè. Nó đen hồ lùi luôn. Cái ngấn này rất là sâu nha anh em. Đây là mình mua chiếc xe mình gớt bên Malaysia xuống anh em. Có được cái biển số nè. Cái cạc quẹt của bên Malaysia ta xài cạc quẹt này nha anh em. Là cái số tùng với biển số nè. Chiếc 99. Chiếc này còn dữ lắm nha nè. Cái giò đạp nè. Giò đạp 99 Vin theo xe. Còn nhiều đồ lắm. Để mình rảnh mình soạn lên clip sau mình quay cho anh em xem nè. Y như giò đạp tồn luôn anh em ơi. Cái nước ram của nó còn rất là sáng nè. Chân không gơ lắc luôn nè anh em. Gơ ít xịt luôn. Con ốc số 7 kèm theo. Này con ốc số 7 nè. Nó đẹp thì nó phải mắc nha anh em. Cần số luôn. Cần số tinh chiếc xe này luôn. Chưa, cần số này rất là đẹp. Cái đầu nhọn này chưa có mòn nhiều luôn nè anh em. Nó mới tà tà ra xíu mà. Này cần số ghim cái đầu của nó nhọn quắc nè. Đó. Cái khớp này nó ngay đây. Con ốc số 7 luôn. Bản nó rất là dày. Đó. Gắn vô là ôm khích gịch nha anh em. Anh em nào mua cái này có ốc sẵn luôn nha. Tại xe này xe VIP nha anh em. Nè lưỡi gà của nó nè. Đó, y như lưỡi gà tồn kho luôn. Mấy cái VIP này nè. Đó, cắn chặt luôn. Kích gịch. Nói chung là đồ đẹp thì nó hơi mắc nha anh em. Cái bát. Cái bát yên. Bát tồn nha anh em. Có cái móc để mình kìm và ngáo lại luôn nha. Báo xăng tồn.
1999 này. Đó, anh em thấy rõ 1999. Mấy hàng tồn này thì không có nhiều nghe anh em. Nè cái bơm nhớt này trong chiếc 99 này nè. Rớt ra, hàng rớt xe bao đẹp luôn. Đó. Một nồi nữa nè anh em. Nồi này bố phíp tụi còn đầy đủ hết anh em ơi. Gắp luôn. Gắp 99 còn quá dữ. Nồi đáp đồ còn hết nè anh em ơi. Nhưng mà mấy cái này là đồ trên một chiếc xe chất thì đồ nó đẹp không à. Nè, cái đáp còn luôn nè. Ốc số 7 nhông. Đó. Cái dấu sơn của nó hoàn còn luôn nè anh em. Cái này gơ ít xịt luôn nè, nè. Gơ con khúc mà anh em. Mấy cái quay kỹ cho anh em xem mấy cái răng của nó nè. Chưa có mòn nhiều luôn. Đó. Nè. Mấy cái bề bám bố này nó không có fit vô nhiều nha anh em. Cái nào fit vô nhiều lại nó chạy nhiều tại vì nó giặt hai bên á anh em nhìn kỹ cái lằn nè. Nè, đó nó fit rất là ít nha. Đó. Những nào ít chạy nó fit ít thôi chứ nào nhiều quá nó giặt hai bên đây nó mòn hết. Đó, cao su rất là dẻo. Nè. Lắc có nhiêu đây nè. Cái này là cái số in tên cái nhôm còn luôn. Bố phíp là bố phíp zin nha anh em. Cái màu bố anh em thấy không? Màu bố zin nó rất là đẹp. Anh em để nguyên bộ anh em up vô đi rất là nhẹ nha. Bao giọng thú cho anh em luôn. Tại mấy bộ này rất lên nó sẽ giữ bao giọng thú hết. Cái càng anh em. Càng thắng là rất lên xe mà nó còn màu đẹp gì nè. Đũa luôn nè. Màu chì nha anh em. Dây con tồn kho lâu lâu mới có đường thọng nha nè. Dây thắng đĩa mấy hàng này ít có. Lấy cái gấp đi đây, gấp qua phía quay cho anh em xem nước sơn này nè. Nè pha chống này. Chạy chỉ gấp gớt trên xe cọp là anh em biết rồi, nó không có ấy nhiều nghe nè. Nước sơn còn rất là đẹp. Tem bên đây còn luôn nhưng mà nó bị mờ theo năm tháng anh em xây dựng nó dễ mờ lắm. Đó. Có luôn cái bát má đùm này anh em chạy chỉ nè. Lòng kết 1 nha anh em. Này mới kết 1. 025 bao in cho anh em luôn. Đó. Đầu lòng. Đầu này thì giống như đầu mới vậy anh em. Quá đẹp. Hai bộ là nghe anh em, hai bộ kết 1 luôn. Nè, 025 luôn, bao im hết nha anh em. Này bộ này thì về mình vệ sinh lại. Đó. Ốc thì nó dính liền gì nè. Mình vệ sinh mình đóng ra, còn anh em là muốn để mình để luôn. Đâu. Số bích tông ART này có hàng anh em ơi, anh em nào cần thì hú mình nha, đủ cốt luôn á. Từ cốt 0 đến cốt 4 anh em ART nó tới cốt 4 mà chứ nó không lên được tới cốt 8 như Malai nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ mình. Bây giờ mình lên sơ sơ cho anh em số đồ gin, anh em nào có cần thì alo liên hệ mình nha anh em. Hay nào rảnh mình sẽ soạn ra thêm số đồ nữa mình đăng lên cho anh em xem. Rồi cảm ơn tất cả các anh em thời gian qua ủng hộ đồ rất nhiều nha anh em. Rồi chào anh em nha. Anh em nào cần đồ nào cứ alo liên hệ mình nha.